6 thí sinh trong đêm đầu tiên đã thực hiện rất tốt phần thi của mình và không có ai bị loại. Điều đó phần nào là áp lực đối với 6 thí sinh còn lại. Làm sao để gây được ấn tượng với khán giả và ban giám khảo? Làm sao để mang đến tiết mục thực sự bùng nổ và thuyết phục? 6 thí sinh tiếp theo của top 12 sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình ra sao? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời trong tập 4 của Miss Loto 2020. Các thí sinh của Miss Loto 2020 sẽ nhận được các giải thưởng hấp dẫn từ các nhà tài trợ. Ẩm thực trần với tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng, trong đó 25 triệu đồng dành tặng quán quân, 15 triệu đồng dành tặng á quân, 10 triệu đồng gửi đến giải ba. Thẩm mỹ viện đại hàng với tổng giá trị giải thưởng 70 triệu đồng, trong đó dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 30 triệu đồng và 8 gói phục hồi trắng sáng công nghệ. Tháp Media Tour dành tặng những chuyến du lịch với tổng giá trị 76 triệu đồng, trong đó quán quân sẽ là một chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 16 triệu đồng. Á quân và thí sinh được giải ba, mỗi giải là một chuyến du lịch Thái Lan trị giá 6 triệu đồng. 12 chuyến du lịch châu đốc Campuchia 2 ngày 2 đêm, mỗi chuyến trị giá 3 triệu đồng dành cho top 12. Nhãn hàng đồ nhựa gia dụng cao cấp Vitis dành tặng phí mua hàng 5 triệu đồng cho quán quân. Khách hàng đem vé phòng đặc biệt, tất cả các đêm diễn có chương trình Miss Loto đến showroom Vitis ở 68 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh sẽ được giảm 20% tổng hóa đơn. Nhãn hàng đồ nhựa gia dụng cao cấp Vitis tặng thêm 20 phần quà mỗi đêm. Hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng số 1 tại Việt Nam SK Time có 67 chi nhánh trên toàn quốc, có trụ sở chính tại 299 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10 gửi tặng. Quán quân, một đồng hồ cao cấp và một cặp phô chơi trị giá 1 triệu đồng. Á quân, một đồng hồ cao cấp và một cặp phô chơi trị giá 1 triệu đồng. Thí sinh giải ba sẽ được một cặp phô chơi trị giá 1 triệu đồng. Vũ Wedding House tài trợ trang điểm cho các thí sinh quay hình. Thí sinh xuất sắc nhất mỗi tuần sẽ nhận được một đồng hồ cao cấp từ SK Time và 1 triệu đồng từ đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua fanpage toàn Loto Sài Gòn Tân Thời sẽ nhận được một chuyến du lịch Đài Loan trị giá 12 triệu đồng. Yêu nữ Loto, con số gì đây, con số gì đây? Con số gì ra, con số gì ra? Quý vị thân mến, 6 thí sinh đầu tiên đã cho biết mình là ai và rất may mắn không ai ra về hết quý vị ơi. Vậy áp lực sẽ đè nặng lên 6 thí sinh còn lại. Ai sẽ là người ở lại? Ai sẽ là người ra về? Chúng ta cùng đón xem ai sẽ chạm đến giải thưởng cao quý và danh giá nhất của Sài Gòn Tân Thời. Yeah! Hello, chào tất cả mọi người. Và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Út Thơm, sinh năm 1993 và đến từ Bình Thuận. Và khoan hãy nói đến nghề nghiệp của mình, vì trong 10 năm gần đây tôi đã hoạt động nghệ thuật mà có ai biết tới tên tôi đâu. Nhưng đến với mùa thi, cuộc thi Miss Loto lần thứ 3 do đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời tổ chức, Út Thơm muốn gửi đến toàn thể tất cả quý vị một trái tim thân yêu và muốn tất cả mọi người hãy nhớ đến tên tôi với tên gọi Út Thơm. Xin chào quý vị, tôi là Hiếu My đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Thời đại 4.0, một người nghệ sĩ hát Loto không chỉ đứng trên sân khấu kêu những con số mà ngày nay đòi hỏi họ phải vừa có tài năng, sắc đẹp và cả cái tâm yêu nghề. Chính vì thế hôm nay tôi có mặt tại đây. Quý vị hãy theo dõi kênh YouTube của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời để biết tôi chứng minh như thế nào. Tôi, Hiếu My. Hello, tôi là Sarah. Tôi đến từ Sóc Trăng và tôi đến với cuộc thi này tôi muốn thể hiện tài năng. Tôi sẽ đánh bại từng người một để trở thành quán quân của Miss Loto mùa 3 năm nay. Từ lúc mà em biết em là thuộc cộng đồng LGBT là từ khi 12, 13 tuổi, lúc em mới lên Sài Gòn. Em học lớp 6, em làm phục vụ một thời gian, xong cái đủ tuổi em đi làm công nhân. Hồi lúc mà em dạy gái lần đầu tiên đi hát đám cưới, rồi ba em thấy, ba em kêu về xong cái... ông nói chuyện, nói chung là ông cũng la, ông mắng, cũng đuổi đánh em, nhưng mà em chạy đi sang nhà bác em ở một thời gian, sau này ông cũng chấp nhận.
ba em cũng chấp nhận. Nếu như mà một ngày nào đó mà em mà có tiền, em cũng sẽ đi chuyển giới. Tại vì mình mơ ước từ nhỏ tới lớn mà. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Ngọc Hân, sinh năm 2001, quê quán tại Bạc Liêu. Tôi đến đây là vì đam mê và tôi muốn chinh phục đam mê đó. Tiêu chí của tôi đến với cuộc thi này: không chiến thắng, không từ bỏ. Tôi, Ngọc Hân. Hiện tại thì em đang làm nhân viên bếp ở khu công nghiệp à. Thì em làm lương bao nhiêu thì em lắp vô tiền áo dài với đầm hết. Alo, ai kêu tôi đó? Nếu có chiến lược tờ có tôi đây. Wow, hello everybody, welcome to Lotto Show Sài Gòn Tân Thề. My name Anna from Phú Giáo Bình Dương. Thật sự là mẹ chị biết chị LGBT từ hồi lúc còn trong bụng thì phải. Tại vì mới đẻ ra là mẹ cho chị mặc áo đầm rồi. Nhưng mà khi lớn lên lứa tuổi 18, khi mà học lớp 12 xong á, mẹ thấy con điệu điệu quá, mẹ cứ cũng la, mẹ hô con lấy vợ đi để mẹ muốn có con có cái. Nhưng mà cái em nói với mẹ là ai kêu hồi đó mẹ cho con mặc áo đầm chi, giờ con vậy rồi nên mẹ đừng có buồn. Cái bà cũng mẹ, nói chung là mẹ mình cũng rất dễ và thương con, không có gây áp lực cho con cái. Vâng, xin chào quý khán giả của Đồng Lô Tô Sài Gòn Tân Thề, chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe, tươi trẻ, không có ghẻ, nhớ đem bạc lễ trên lô tô. Nói chung là từ hồi mà mình được cái vé mình vô chồng trong á, vui lắm, ngày nào tới bây giờ cũng không ngủ được, da nhăn nheo luôn. Nói chung thì con bản chất của con người chỉ thích vui. Chị thấy mọi người ở trong đoàn lô tô diễn thấy vui, thấy sung lắm. Nhà chị mỗi lần chị coi mà chị cũng muốn nhảy theo mấy bạn luôn, chị muốn thích lắm. Chị Anna lên, khi mà lên sân khấu thì sẽ có một màu sắc rất là đặc biệt, cũng như là vui vẻ và không có bị ngôi sao. Chị ấy rất là mà thân thiện và lên rất là sáng sân khấu. Bản thân Út Thơm thì cũng như 10 thí sinh còn lại có thể là điềm đạm và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà khi được thấy được hình tượng của chị Anna và Tăng Thanh Kiều thì Út Thơm nghĩ rằng là nếu như được có cơ hội để bước vào một vòng trong thì Út Thơm sẽ bộc phá hết tất cả những gì mà Út Thơm đang có để cũng ngang ngửa với lại Anna. Nếu Anna 10 thì Út Thơm chắc cũng được 7. Mình cũng hy vọng là các bạn cũng đừng có đặt áp lực người này hơn mình hay là người kia hơn mình. Mình cứ để mình cứ tự tin lên, mình cứ hòa đồng. Như chị rất thích các bạn thí sinh. Tại vì mỗi người nó có mỗi một vẻ khác nhau. Mình cứ đem cái niềm vui của mình đem lên cho khán giả thôi là được rồi. Ôi trời ơi, à đây. Trời ơi, sao bóng như vậy? Chị có được ngồi với em không? Dạ được chị. Thank you. Cái lời thế của chị là thứ nhất là xấu. Tại vì mặt chị chưa có thẩm mỹ gì hết trơn. Cái nếp nhăn chị cứ đi chưa đi ủi. Nên cái nhờ cái nếp nhăn đó các lẽ có vẻ lẽ là khán giả sẽ nhớ mình nhiều hơn. Chị Anna già thiệt. Chị Anna già thì đương nhiên là xấu rồi. Nhưng mà xấu duyên. Xấu duyên, xấu dáng, xấu đáng đồng tiền. Xấu quá thì độ xấu của chị Lộ hơn sẽ không bằng chị Anna. Nhưng mà so về cái độ mà cân nặng nữa thì chị Lộ sẽ lớn hơn gấp bội phần của chị Anna. Xin chào. Tôi là Kiều Loan, đến từ thành phố Biên Hòa. Hôm nay tôi 38 tuổi. Tôi tham gia vào chương trình là muốn giành giật một chuyến đi Úc Châu để mình chỗ tài năng để gửi đến cho tất cả quý vị. Hello! Xin chào các tình yêu của Lộ Lộ. Và hôm nay các bạn rất là lộng lẫy. Xin cảm ơn Vũ Studio đã hỗ trợ quả mặt cho các bạn. Đêm nay rất là lung linh nha. Nhưng riêng Anna thì hơi đậm ha. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với nội dung hôm nay. Thì như quý vị đã biết đó là tuần rồi đó là tất cả các thí sinh đều an toàn. Cho nên là áp lực sẽ thuộc về các bạn. Tại tuần này phải loại tới 2 người. Cho nên là tối đêm nay phải chiến đấu hết mình ha. Và cùng với giám khảo khách mời là ca sĩ Khư Huy Vũ, một trong những là ca sĩ có rất là nhiều bản hit về Loto. Yeah, hy vọng là mọi người sẽ gặp thật nhiều may mắn. So với 6 thí sinh trước thì nhóm này có lẽ là cá tính sẽ nổi trội hơn một chút xíu. Tuy nhiên về bài hát thì mọi người đã chuẩn bị được những gì rồi ạ? Có con số nào mới không?
Có rất là bài nhiều bài mới, có pha giữa Hồ Quảng và cải lương ở trong đó nữa. Lâu lâu hãy nhớ đón xem. Trời ơi, tôi ngồi tôi chấm mà nhớ đón xem gì bà nội. Ok, và đừng quên nha, mình có hai thí sinh sẽ bị loại, nhưng song song đó SK Time cũng dành tặng cho các bạn người mà được điểm cao nhất tuần này một cái đồng hồ hiệu nè. Rồi, một voucher 1 triệu và 1 triệu đồng tiền mặt từ Sài Gòn Tân Thời nữa, cho nên mọi người phải thật sự cố gắng nha. Và ngay bây giờ chắc có lẽ là không để mọi người chờ lâu hơn, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Chúng ta sẽ có 15 phút để làm gì, làm gì, làm gì, làm gì? Đẩy trang mấy má. Hello. Trời ơi, tôi nhìn không ra ai hết trơn. Ok, trời ơi. Sao tự nhiên cầu thủ bóng đá trơn vậy? Chắc ăn là khán giả của Sài Gòn Tân Thời sẽ rất là thích những khoảnh khắc như thế này, bởi vì tập trước cũng vậy luôn. Đời thường là gì đó quý vị? Đó, quý vị thấy là những chàng trai đó vô cùng lực lưỡng. Dạ. Rồi ok, và chúng ta đã đến với thử thách đầu tiên của tập hôm nay, và hy vọng là các bạn cũng sẽ hoàn thành thật là tốt. Và bởi vì sao? Đối với ca sĩ Lô Tô thì giống như Lô cũng đã trải qua mấy năm rồi đi hát, thì tới địa điểm hát thì như vậy, nhưng mà chút xíu mình bước ra có thể là mình là một bà hoàng. Và công tác chuẩn bị vô cùng quan trọng là thử thách đầu tiên, đó là tự make up và hóa trang thành một nhân vật mà quý vị trình diễn tối đêm nay. Ok, và chúng ta sẽ có tổng cộng 45 phút để bắt đầu thử thách tự make up cá nhân và chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Song song đó, các bạn sẽ có 15 phút để dợt với anh nhạc công để lấy tông nè, không có hát lạng qua lạng lại, tông tới tông lui nè, thật là chuẩn. Thật chuẩn phần kêu số lô tô và bài hát trình diễn phần tài năng của mình nữa. Và cái bây giờ thử thách của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Tối đêm nay chị có dừng lại đi nữa, chị cũng vẫn vui bình thường. Tại vì mà được tập đầu và tập thứ hai, chị được ghi hình là mọi người thấy chị cũng vui vui, là chị cũng mãn nguyện lắm rồi. Nếu mà mình được vào các vòng trong, mình sẽ làm những cái điều mới lạ, bất ngờ đến cho quý khán giả. Lòng buồn tung quá ngắn, chim kéo cho gần cạnh nơi cấm cu. Nhìn ai xót xa trong lòng, chung là em cũng đã tính một câu vọng cổ để nếu mà em có bóc được trúng một con số đó thì em cũng sẽ hát một câu vọng cổ để cho mọi người thưởng thức cái giọng ngọt ngào của em. Thì mới về đêm đâu biết vui gì đâu, bây giờ mà kêu em làm cái đây có cô, thôi giết em đi đừng bắt em làm vậy, cho dù trời có sập thì em vẫn còn chơi số một ơi. Mỗi khi trời bắt đầu lất phất hạt mưa, khi con ve nhỏ kêu răng trên ngọn me tây ngoài ngõ, trời đất thì buồn vậy đó, mà trong lòng tôi vui hổng có kể xiết, vì biết rằng người ta này sắp được gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách bao ngày. Con số 2. Mấy gì đà mấy gì đà mấy gì đà mấy gì đà hiu hiu, gió thổi đầu nôi chưa mấy ăn uống rượu ai hàng để rơi, tưởng rằng ăn uống ăn chơi ai ngờ ăn luôn anh làm mà xuống tình. Con số 9. Con số 9 con số 9 con số 9 xuống gì đây xuống gì đây, biển cương lá rơi thu hà em. Đường dài mệt mỏi em
trời ơi, bơi xa cơ vừa thêm trường to tiếng nam gió đông sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mình mà em không đến nơi, mấy nước mùa công nước bên thở kể chuyện chung tình, không ta riêng em một mình, còn sống chân, còn sống chân yêu đời lâu lâu. Mọi sự tập trung dường như đang đổ dồn về Anna. Liệu đây có phải là thí sinh sẽ tạo nên sự đột phá trong đêm thi tối nay, hay sẽ là một nhân tố mới đến từ năm thí sinh còn lại? Sẽ có nhiều bất ngờ được bật mí trong đêm thi hôm nay. Hãy cùng đến với phần thi diễn của 6 thí sinh còn lại của top 12 Miss Lotto 2020. Hãy cùng đến với phần thi diễn của 6 thí sinh còn lại của top 12 Miss Lotto 2020. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với đêm thi diễn thứ 2 của Miss Lotto mùa thứ 3. Mong chào pháo tay thật lớn cho người đẹp Kiều Loan. Mong chào pháo tay thật lớn cho Úc Thơm Thú Dĩ. Ladies and gentlemen, welcome Hiếu My. Một trong những nhan sắc rất là rực rỡ của mùa thứ 3, Ngọc Hương. Con số gì lên là con số gì lên, con số gì kinh là con số gì kinh. Kính thưa quý vị, và bây giờ người đẹp Sarah thưa quý vị. Trong căn nhà quang dường như có ma, nó lu đầu ra làm em khí giật mình. Con ma đầu một trong những ứng cử viên sáng giá của mùa thứ 3 đã được bình chọn rất là nhiều, người đẹp kiều nữ luôn Anna. Dành một tràng pháo tay thật lớn cho top 6 và thành viên hỗ trợ đêm nay của Sài Gòn Tân Thư. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với bộ giám khảo tối đêm nay, người đẹp La Kim Quyền, ca sĩ Dạ Thảo, Lộ Lộ và ca sĩ khách mời Khương Huy Vũ. Thưa quý vị, và lời nói đầu tiên xin phép Lộ Lộ thay mặt cho tất cả các thành viên và giám khảo, các bạn thí sinh, thành viên đoàn Sài Gòn Tân Thời gửi đến tất cả quý vị khán giả lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Thank you. Trời, có hoa liền gì đó hả? Em ganh tị với chị ghê vậy đó. À, thôi bây giờ là anh Khương Vũ là lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời mà trong vai trò là giám khảo đó. Có cảm giác như thế nào khi mà em mời anh ngồi chấm lô tô? Lời nói đầu tiên thì cho phép Khương Huy Vũ gửi đến đại gia đình khán giả yêu thương của Sài Gòn Tân Thời một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Cảm giác thì đi hát rất là nhiều nơi, nhưng mà khi mà trở về với Sài Gòn Tân Thời thì cái cảm giác nó hồi hộp tăng lên gấp bội, tại vì đứng kế Quyền này cũng như là Lộ Lộ cũng như tất cả mọi người ai cũng rất là nhiều cái thần thái của tổ nghiệp cho nên là hồi hộp rất là nhiều. Mong là gia đình sẽ dành cho anh em nghệ sĩ chúng ta một tràng pháo tay để lấy bình tĩnh hơn, để thật là chiến đấu cho đêm nghệ thuật hôm nay thiệt là thăng hoa, được không ạ? Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên của thí sinh Kiều Loan với phần thi diễn năng khiếu đầu tiên. Xin mời thí sinh Kiều Loan. Từ khi nàng xin lên nam, từng hạt mưa lâu đi rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt đất lên, lời yêu thương anh ngất ngây. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thế ơi. Làm giờ hơi vuốt tóc em và làm cho nỗi buồn em nhớ thương. Quang Chu Chi Phó Giang.
Tình chơi mới xinh minh man, tình hẹn với lông linh rơi một tuần. Và trong ánh mắt lấp lánh, để yêu thương ám ngập ngừng. Một xuân đã đến bên em, và một xuân đã đến bên anh thì thơ. Và giờ nó vui tên em, và lại thơ nói cùng em nhớ cười. Cùng mong tìm gặp lại nhau, cớ sao qua cầu cùng mong tìm gặp lại nhau. 36 dù gì đây con ba gì đây ba gì đây. Người xưa còn đó mà sao anh đành cam cắt bước theo người. Người ơi có biết bao lời ta trao với nhau, mình cách xa rồi bao năm cách xa nhớ thương về nhà tình chưa phai. 32 mười gì đây còn mười gì đây anh mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng xin dừng trên cái quán em. Em đang có bán sầu riêng nhưng không bán hộp sầu riêng, con mười quyền. Cảm ơn phần thi diễn của chị Kiều Loan rất nhiều. Xin mời chị ở lại sân khấu để nghe nhận xét từ ban giám khảo. Ngay bây giờ xin mời chị Lan Kim Quyền về chuyên môn. Xin chào Kiều Loan, chào tất cả quý vị khán giả có mặt chương trình ca nhạc đêm nay của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Kiều Loan bước ra đã có cái phần giải trí đối với Quyền, đối với Quyền. Loan ơi, Loan hát được bao lâu rồi? Dạ, em hát cũng mười mấy năm rồi chị ạ. Mười mấy năm rồi thì nhìn là biết nha, nghề dạ. Có dạ. Nắm chịch sân khấu được dạ. Biết bao quát, biết kiểm soát được dòng cách tin thì mình có thêm cái phần mà mình hát đầu tiên đó là mình ca cổ. Thì bây dạ. Giờ mình phát huy thêm một cái phần nữa gọi là cái thế mạnh dạ. Mới ra mặt bộ đồ xong rồi đeo cái mặt nạ vô đó, nhạc lên gian tấu mà lúc mà nó ghi mít vô đó, nó disco vô một cái đó, trời đất ơi, đeo cái khăn ra y chang cho con bò luôn á, không phải giống như là nữ dũng sĩ đóng bò tót vậy đó, nhưng mà rất là vui. Dạ. Lô Tô là phải cần cái màu đó dạ. Phần bước ra đầu tiên như thế đó là ok đối với Quyền nha, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Xin mời chị Dạ Thảo luôn ạ. Chào tất cả, xin chào đại gia đình của Sài Gòn Tân Thời. Xin gửi đến tất cả quý vị một buổi tối thật là vui vẻ. Từ hát cho tới kêu Lô Tô rất là ok. Mà đặc biệt cái điệu nhảy, chắc mai mốt cái điệu nhảy thì phải kêu lộ lộ đóng mọc luôn. Dạ, được bảo tồn đó chị. Đúng vậy. Bây giờ Thảo đặt cái điệu nhảy đó luôn nha. Lưới cá. Dạ. Hiểu không? Cứ sàng sàng là giống lưới cá, nói chung là ok. Lời đầu tiên thì cho phép Khu Huy Vũ gửi lời chào đến đại gia đình yêu thương của Sài Gòn Tân Thời. Và xin chào Kiều Loan nha. Dạ, em chào anh. Vũ thì rất là thích cái sự nhiệt huyết nè. Cái sự máu lửa, một cái sự thăng hoa đầy lửa trên sân khấu thì là chắc có lẽ là Vũ cảm nhận là trong Loan rất là hừng hực. Yeah, Vũ thích điều đó cho nên là number one. Dạ, xin cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Thank you. Chị hát thì không còn gì để bàn nữa, rất là thuyết phục và khán giả bị thu hút bởi cái phần trình diễn của chị. Tuy nhiên thế này là hồi nãy là em có thiệt sự là em hết hồn thiệt. Bà bước ra bữa trước bà mặc cái áo dài tím của chị hát ca cổ chấn động, tâm sự mai đình, rồi bữa nay bà bước ra bà như vũ nữ, em hơi sợ. Đa dạng vậy luôn á hả? Dạ, tâm sự mai đình hát rất là xuất sắc nha anh. Anh chưa vô được câu nghe. Giọng cổ nghe. Anh chưa được nghe. Chứng kiến liền. Xin mời chị. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Wow, tuyệt vời. Thank you. Đó, chúc mừng Kiều Loan nha.
rất là xuất sắc luôn. Cho nên là quý vị muốn xem những phần trình diễn tiếp theo thì quý vị nhớ là ủng hộ cho Kiều Loan ha. Và để thí sinh có thể đi sâu hơn, em là thật sự luôn, em không dám nhận xét bởi vì chị đã quá lâu năm trong nghề. Mở màn vậy em rất là vui, em cảm ơn chị rất nhiều. Xin chúc mừng chị. Dạ xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là phần thi diễn tài năng của thí sinh tiếp theo, Hiếu My. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Hiếu My, đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Và sau đây em cũng xin trình bày một bài hát cũng không kém phần sôi động của chị Kiều Loan. Đó là bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng. Xin mời cùng lắng nghe. Mỗi năm đến hè, lòng mang mệt buồn. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần vui nhau mất rồi, cả từ là hết người ơi. Tiền vẽ nước nợ buồn hơn tiền lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Đường xưa in bóng đâu, phút gần vui nhau mất rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Chúc chị gặp nhiều may mắn. Thuộc gì đây, thuộc gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì đây, bà cô bác có những dòng này trở lại đây, trở lại đây mà nghe cứ số mây gì ra, mây gì ra, mây gì ra, quên ngược thời gian chờ về với tuổi thơ. Trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Xôn gì đây, xôn gì đây, mười gì đây, còn mười gì đây, mười gì đây. Chim rừng liễu lo, cánh thơ mộng hoa, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối có mong mắt thì quang độ, xin người chỉ giúp dùm cho ta. Còn mười tư, còn mười tư thì còn mười tư. Mây gì đây, mây gì đây, mây gì đây, ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc leo gập ghềnh mà có đi. Con đi mẹ dắt con đi đường học mẹ đi đường quyền. Ba mươi nguyên, nguyên ba mươi, ba mươi nguyên. Một trong những thí sinh rất là gan quý vị nghe, bà bường bà mang đu guốc bà đi không nổi rồi bà. Bà bàn bà leo lên tới trên màn hình luôn. Trời dễ sợ thiệt chứ. Rồi, ngay bây giờ xin mời sự đánh giá từ người đẹp La Kim Quyền. Xin mời chị. Xin chào Hiếu My nha. Nói ngắn gọn, bài hát trọn vẹn nhưng mà lô tô á, nó kêu vẫn còn chập chững, nó vẫn bị lơi lơi lơi. Chứ không phải là những bài nào mà kêu vô lô tô cũng vẫn được nha. Mình phải kêu nhiều lần. Ví dụ như á, những cái bài mà em hát em có thể là đọc, đọc nó sẽ ok hơn. Giống như mình đọc đối á, nó sẽ ok, nó sẽ đúng vô cái dây hơn. Tại vì mình hát là phải đúng cái tông đó mình mới được vô cái bài đó mình hát nha. Góp ý cho kỳ, lưu ý cho kỳ cái phần đó. Và nhớ lần mình giả lỗ ít á thì mình nhớ mình mang guốc cái đế nó hơi vuông vuông, nó bự tí xíu để mình tạo cái điểm đứng cho nó chắc chắn, chứ mình lỡ mình bị hụt như là mình bị ấy là mình sẽ bị tụt bút nha. Dạ, chúc mừng phần thi của Hiếu My. Chị góp ý thôi. Lô tô thì em kêu tạm được, nhưng mà có ý một tí. Nhưng mà nếu mà em chọn trang phục áo dài, hát cái bài nãy chắc có lẽ sẽ ok hơn. Chào Hiếu My nha. Theo anh nghĩ thì cũng như đồng cảm với giám khảo ở đây thì cái bài đầu Vũ Nghĩ là mình hát Bolero, nhất là cái tuổi học trò thì mình phải hòa nhập với nó. Mình cảm nhận, đúng rồi, mình cảm nhận mình là một cái nhân vật thiệt thụ trong cái bài hát đó. Nó sẽ cảm xúc nó dạt dào hơn trong từng câu hát cho bài hát mình thể hiện. Và đặc biệt là bài đó nếu mà thực sự là mà Hiếu My á, có thể nữa mình một cái tà áo dài nó trắng lụa thước tha nữa là cái ánh nhìn của mọi người sẽ dành cho My nhiều hơn. Rồi em xin nhận xét chị nè, giống như về trang phục thì nãy giờ cũng nói rồi, chọn bài hát mà chọn cái trang phục không ăn nhập gì với nhau hết trơn á,
hát nỗi buồn hoa phượng mà mặc bộ đồ mà ngày Tết thì nó cũng rất là kỳ ha. Rồi, có cái này là kêu số đó, thí dụ như mà con số này mà mình cầm lên hát không được kéo tiếp, nhưng mà có số khác nó phải cùng nhịp luôn. Đang hát nhạc trẻ mà nhảy qua hậu quản ai đỡ cho kịp, ông quýnh đờn sáng cái đờn chết luôn đó. Tội nghiệp ổng lắm, ổng ăn lương thấp lắm mà mình hát vậy ổng bỏ việc đó. Khổ cho em chị nha. Rồi, cảm ơn chị, chúc mừng chị phần thi vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn ạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, Ngọc Hân. Mình là nói đầu tiên cho phép em là Ngọc Hân xin gửi đến quý ban giám khảo, quý cô chú anh chị đang có mặt tại Cô Văn Hóa, Cung Văn Hóa Lao Động hôm nay, một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và vòng loại vừa rồi thì không còn giá trị nữa, thì rất mong mời con cô bác thương tình tham gia tham dự vòng loại tiếp theo. Mỗi tờ lá vé chỉ có 10 đồng. Thì để lót nền cho vòng loại tiếp theo thì Ngọc Hân xin mạn phép gửi đến quý ban giám khảo, quý cô chú anh chị một ca khúc được mang tên Lời Tỏ Tình Ông Bướm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cô nghe đây, xin mời cô bác có dây dòng này trở lại đây nghe em kêu số, số đã không may thì may gì đây, may gì đây, hội chợ rất đông vui, chúng em xin mời bà con nghe chơi. Lô tô đặt hay cùng Sài Gòn tới nơi đây, từng dòng quay là xoay những dòng đời. Quynh đề đi mùi chúng em tuy là người dân, nhưng tôi lửa tắt đèn có nhau, gớm vui cho đời. Cho theo ánh đèn sân khấu. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Anh đi đâu về mà tống đây mẹ? Anh ngồi anh chạy, nghĩ gì mà vui thế? Mà cười một mình la 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 la. Con số 3, con số 3, đại chị em ơi. Nào nằm cùng lại đây về ba, về cho tới sáng tối nay ngủ chuông gà. Nào nằm cùng lại đây la la, chơi cho tới sáng tối nay ngủ chuông gà. Quăng ta cây bòn, quăng ta cây bòn, quăng ta cây bòn, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bòn, quăng ta cây bòn, quăng ta cây bòn, ta cùng chơi vòng tròn. Bòn ơi, quăng ta cái chìm, nguyên 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60 mấy chuyện nha. Trời ơi, nãy giờ tôi nói đi bán vé rồi đứng ở dưới nhảy không, tôi nói thèm lên đây nhảy muốn gần chết luôn mà bây giờ mới được lên. Mấy chị ra, xuống chị ra, xuống chị ra, xuống chị ra, em mùa đâu mới xin thấy là tiếng về, đi sao mới nghe.
bình thường. Gia đình chị bị tâm tai hả? Trời đất ơi! Sao trời bà xíu bà hả? Trời đất ơi! Bà biết tôi đổi cái món này mấy ký trên trận trời không? Trời đất ơi! Tao tưởng đâu? Sao mày không vô mày làm chủ đoàn luôn đi mày thi chứ vậy? Phải tôi vậy chứ. Qua cái cuộc thi này nè là tuyển chủ đoàn mới luôn. Trời ơi! Đồng ý luôn quý vị! Quá! Phải nói là chị là người hỗ trợ cho em đó. Mà em dập dù gì như vậy đó hả? Em ơi! Em có tin là chị đi xuống không? Không mà nó chữ chị xuống thôi. Là chị rủ chị Sang xuống luôn á. Chị xuống đi em chấp hết luôn á. Trời ơi! Chị Sang! Chị Sang đi xuống cho nó hát lời cốt đàn ông chơi. Bữa nay chị khỏi lãnh lương. Trời ơi! Mày có lãnh lương chứ tao? Mày có em chơi một mình luôn quý vị. Trời ơi! Đứng chơi làm cảnh thôi nha. Dạ mẹ. Con đứng mẹ. Lên xe! Số gì đây? Chế ơi chế theo em về quá quá. Bên người buông đồng sông. Cái gì vậy? Tao có làm gì đâu trời ơi. Tôi hát, tôi nhảy, tôi mệt, tôi chưa bị tai biến mà bà bị tai biến luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời đất ơi. Nói nghe nè, ban biên tập ơi, ai sắp cho em phụ nhỏ này vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nói nghe nè, mày trời ơi hoài vậy. Giam đầu chặt lại người ta. Chị nói em nghe. Đó. Bà không biết chặt để tôi chặt. Đó, trời đất ơi. Tao chưa nói luôn đó nhảy. Nè, vô họng ngồi đi má. Bữa nay á, bà biết cái lý do mà chị lộ tuyển đầu mới không? Sao chị đuổi đầu cũ đó. Đuổi đầu cũ. Chị thách đó. Em nghĩ ông sấn ngôi được chị không? Chị đâu phải bà nội chị lộ mà không dám đuổi. Trời ơi, không. Trời. Tao. Trời ơi, tao. Đó. Tao giỡn tức ra. Chị cái... mời em. Đó. Hát tóc hả? Chị mời em. Thôi lên hình xấu lắm năn nỉ chị đó. Trời ơi. Mày chửi tao cho dưỡng vô. Rồi má tới con ca má im đi. Số gì ra? Số gì ra? Số gì ra? Số gì ra? Đành mà ca là phải nhảy nha. Ok. Nào không có được đứng im. Là tay biến nhiều quá. Sao? Cứng quá gõ ga. Gỡ đi chị phụ nha. 2, 3, giật mạnh lên. Ôi. Hát đi má. Đành. Là chúng ta sẽ đến với phần là đánh giá và nhận xét từ ban giám khảo. Ngay bây giờ xin mời chị Lan Kim Quyên. Nhanh gọn và lẹ nha. Ngọc Hân, dáng vóc đẹp. Những mùa trước thì tới hôm nay là có sự tiến bộ, nhưng mà cái ca khúc mà em chọn á nó thấp quá. Phải mình phải chỉnh cho nó cao lên nửa tông hoặc một tông nữa thì nó mới thoát được cái giọng mình ra. Yeah. Chứ thật sự là hát nó bị tù là không có bị hay bài hát. Thứ nhất, thứ hai nữa, kêu lô tô không có được xuất sắc đối với chị. Vì nếu mà như mặt quạt náo á, là em phải nhờ Hương Quả. Vì em phải nhờ Hương Quả làm cái nền, nên khán giả mới cười trong cái cuộc thi ngày hôm nay của em nha. Nhưng mà giống như chị á, ví dụ thay vì mình nói ít á, mình nói á, giống như em nói chuyện kéo toan á, giống như là bị trả bài. Mình nói giống như là mình cứ không có dứt khoát. Thay vì ví dụ em nói luôn tuồn hết trơn. Thay vì biết, cô bác anh chị ủng hộ vé giùm em nha. Một vé là một cơ may, hai vé là hai niềm hy vọng. Rồi, chim sống nhờ gừng, cá sống nhờ nước. Đó, thì em phải nói nhanh, gọn và lẹ, sắc như vậy đó. Tại những cái câu đó dân gian thường lô tô ngày xưa nói y chang như vậy. Những gì mà nãy giờ Vũ muốn nói là La Kim Quyền nói hết trơn rồi. Vậy là biết là chào Ngọc Hân thôi. Em chào anh. Anh muốn em là một cái thần thái cũng là cái lửa của em mà từ lúc mà Hương Hỏa ra đó. Yeah. Hương Hỏa đẩy lửa cho em á. Em cái lửa em nó dâng tràn từ từ như thế đó, nó mới đúng là cái mô hình giải trí. Cho nên là anh muốn là em phải thăng hoa hơn nữa để mình lửa nhiều hơn, để đem nhiều cái cung bậc nó sôi nổi và nó tuyệt vời hơn cho tất cả mọi người. Chị sẽ nói nhanh luôn ha. Đầu tiên về bài hát là em chọn cái tông quá thấp, nó không có sáng cái giọng của em. Tiếp theo là cái phần mà ca lô tô đối với chị á, chưa có câu nào mới á. Có nghĩa là mỗi thành viên của Sài Gòn Tân Thời sẽ có một bộ số khác nhau và mỗi người sẽ có một phong cách trình diễn khác nhau. Thì em á là chỉ có hát số cũ chứ chưa có cái gì đột phá hết nha. Bề ngoài thì rất là xuất sắc. Nếu mà đi thi Miss là người ta sẽ nói là chị đã đưa cho em đi thi để mua giải cho em luôn đó. Nhưng mà thật sự không phải. Mùa trước cũng vậy, em cũng bị loại bởi vì nó chưa có xuất sắc và trọn vẹn. Một cái phần nữa là kéo toan giống như trả bài nó đều lắm. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ dòng lời tiếp theo nó như vậy, nó người ta không có thu hút. Phải bụp 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 nó có nhịp em. Chứ mình nói thẳng ra là rồi một cái nữa đó là khi mà mình giỡn với anh chị mà hỗ trợ cho mình đó là Hương Quả đó, thì cái nhịp đầu là em ăn rồi.
cái nhịp tiếp theo là em đừng ngắt nữa. Có nghĩa là một dòng loại, theo chị làm kinh tế, dòng loại chị bán nhanh lắm. Em dừng cái nữa là chị bán nhà đó, em hiểu không? Cho nên đó là mình làm cái gì nó rút gãy gọn thì nó mới ok. Dạ em thực tế lắm, anh thông cảm nha. Rồi, đó, rồi còn về riêng về cái phần mà hôm nay đó là thật sự với tất cả quý vị luôn, mùa này đó em nhận được nhiều ý kiến là tất cả các thí sinh thì hơi nhạt so với mùa trước. Điều đó làm cho chị rất là lo lắng, đặc biệt là Ngọc Hân, bởi vì em năm ngoái chị biết năng lực của em, tới bữa cát cũng biết năng lực của em. Cho nên nhưng mà hôm nay cái phần trình diễn của em là làm cho chị rất an tâm. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị. Nhiều kính thưa quý vị, và ngay bây giờ lắp nền cho phần vòng loại đặc biệt tiếp theo, chúng ta cùng chào đón thí sinh Anna. Bây giờ đá chân máy anh nữa nè. Con 50 con 1 là 50 con
khấu để nhận nghe nhận xét và đánh giá từ ban giám khảo. Rồi chào anh nha. Dạ em chào anh. Thiệt sự là khi mà Anna bước ra đó, không biết nói như thế nào mà cảm xúc mà ưng lắm, thấy cưng lắm. Thiệt sự là có một cái gì đó gọi là nó thần thái, nó nằm ở trong bản năng của Anna. Mà Vũ thấy sẽ để có được cái gì đó nó chiếm lĩnh ngôi vị của Hương Hỏa tiếp theo. Cái lúc mà Anna bước ra đó là nó sẽ có một cái giống như một cái màu mới lạ, nhưng mà cái phần múa là tưởng là đã hết rồi, nhưng mà cái cất lên cái tiếng nói mà giao lưu á thì nó không có được tròn lắm nha, không tròn, gắn tập cho kỹ tại vì mình thi phải kỹ. Nhưng mà cái khúc mà vô đó mình hát một bài tự chọn đó là bung xỏ ra là Quyền thấy lật giống như là có Quyền cảm thấy rất là thích, tại vì nó là một cái màu mới. Cái thứ nhất nha, cái thứ nhì nữa, Quyền dặn Anna nè, giống như là mình lên mình hát sân khấu á, mình nhớ là mình phải tương tác với các bạn và nhìn quan sát khán giả, vì các bạn nói cái gì mình phải nghe ha, các bạn nói cái gì mình phải nghe, mình lưu ý. Đặc biệt là vòng đặc biệt nữa, nếu như mà mình ở dưới lỡ hớ một con số mà bị kinh trùng á, nếu như khán giả mình thương mình á thì bỏ xí xó hết. Nếu như người ta làm khó làm dễ là mình phải bị trục chặt ngay cái chuyện đó liền. Nhưng mà mình phải để ý nha, cái này là Quyền nói thẳng với các bạn luôn là phải để ý, tại vì làm dâu trăm họ sợ lắm. Chúc mừng Anna. Dạ cảm ơn chị nhiều ạ. Em góp ý thôi nha. Về cái kỹ năng sân khấu thì có lẽ là chị hơi yếu, tiếng chưa có hoạt bát, với lại chưa có nắm rõ cái tình hình trên sân khấu khi mà diễn. Còn về cái độ duyên thì có lẽ là chị rất là duyên, gây tiếng cười rất là nhiều. Nếu mà chị được đi vô vòng trong nữa thì em rất mong chị cố gắng nhiều hơn nữa để mình quan sát cái sân khấu khi mình đi thi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi chúc mừng cho chị Anna rất là nhiều nha. Kính thưa quý vị, chị Anna là một trong những thí sinh mà được cái bình chọn cao nhất hiện tại trên fanpage đó quý vị. Bởi vì sau cái phần casting thì cái ấn tượng rất là lớn từ khán giả. Dĩ nhiên thì rất đại đa số khán giả đến với Loto thì hầu mong là sẽ mang thật nhiều niềm vui, và chị Anna đã đạt được cái tiêu chí đó ha. Em chúc mừng cho chị nha. Rất là giải trí luôn. Tiết chế lại chút xíu có nghĩa là chị rất là duyên, thật sự là chị ra là người ta muốn banh rạp rồi. Nhưng mà nó khi mình hát đó mình tiết chế lại, tại vì cái phần hát phần nói vẫn phải chính xác. Đặc biệt nữa cái vòng của chị thi là vòng đặc biệt, cho nên cần cái sự nghiêm túc cao hơn. Tại vì khán giả thường là kỳ vọng vô vòng đó nhiều hơn, cho nên là khi mà nếu mà mình không nghiêm túc thì mình sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến kết quả, và có khi họ hoang mang. Ở đây có đôi lần luôn á là khán giả họ tưởng là mình kêu lộn hay kêu ăn gian nữa, cho nên mình phải mời một người khác lên. Cái đó là em xin lỗi quý tất cả quý vị đã có chứ không phải là không nữa, cho nên là em rất là muốn quý vị khi tới là chơi vui chứ không phải là mình khó khăn quá hay là máu meo quá thì nó cũng rất là mất vui, cho nên là chị phải rút kinh nghiệm cái đó ha. Thank you, cảm ơn chị Anna rất là nhiều. Cảm ơn, chúc mừng chị tiết mục vừa rồi. Một lần nữa chúc anh chị cô bác gần xa một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Xin thưa quý vị, và cái bây giờ sẽ là phần thi diễn của thí sinh tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng và chào mừng Út Thơ. Vâng, rất hân hoan chào đón toàn thể tất cả quý vị đã đến với Loto Tân Thời tối đêm nay. Út Thơ ơi, bây giờ để hát hay không? Chị đề nghị em đợi mi má. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Út Thơ xin được gửi đến bốn vị ban giám khảo cùng toàn thể tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và để nối tiếp chương trình ngày hôm nay và cũng như là thể hiện phần dự thi của mình, Út Thơ xin gửi đến toàn thể tất cả quý vị ca khúc được mang tên Trăng Hơn Tuổi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đêm sáng trăng anh đi vòng bờ sông, anh đi vòng niềm thương, nhìn trăng trên nước đồi. Buồn ơi qua đồi, buồn ơi qua đồi, từ khi em lấy con nước trôi trong trăng lạnh điều hiu, anh cô quạnh tình yêu về đâu con nước ơi, làm sao nhân người lòng anh gió thổi buồn ơi sao là buồn. Còn đâu mong chi có ngày em trở lại trên bên nước xưa.
Và ngay từ lúc bây giờ, ai chưa có tấm lá vé trên tay thì hãy nhấc nhẹ một ngón tay lên ha. Và ai đã có tấm lá vé trên tay rồi thì xin mời hướng về đèn sáng bắt đầu giơ cờ quý vị ơi. Mày gì đa, mày gì đa, mày gì đa, mày gì đa, có gì đây mày gì đa. Mời cô bác có vé dòng này trở lại đây mà nghe kêu số mấy gì đa. Mày gì đa, mày gì đa, tôi nghe người nghe. Đời lắm và đêm buồn chỉ tình cây đa. Lúc tôi còn thơ, tôi còn thường mộng mơ để viết thành bài thơ. Ở ấy để vui như bướm trắng, say đắm đèn làng, lặng như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn. Non nước sẽ không hề lìa xa mong ghé đà bà con ơi mấy gì đà. Mấy gì đà, mấy gì đà, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Bạn ơi hãy đến thăm đoàn lô tô của chúng mẹ. Có gì nha, từng những con cờ kêu ra đất hay đến ngày đi nào. Hai người sáu số đầu tiên gần gần vô bà con ơi. Mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Nước dậy lon ton, con giường mộng con lên non mà hai trai. Em cảm thương chàng là trai mồ côi. Khổ quá xanh là khổ mà quá đắng, khổ quá mất nắng là khổ quá đều. Em thương anh đâu phải giàu nghèo, mà tội rằng là anh trai mồ côi ba mốt ơi. 31 nghe nhẹ, nghe nhẹ, nghe nhẹ mà làm biến. Có mà tìm kiếm một cặp vợ chồng, cái chuyện nghe chơi ông chồng mắc dịch. Trưa trời trưa trực còn nữa trong mùng, để vợ kêu ra nắng hồi bãi đẹp. Đôi đà cái mặt hết muốn mà bằng ăn, quốc chưa kịp mang quần chưa kịp bận. Như người bại trận rớt lại giá cơm, vợ chưa kịp tôm thò tay vô hút. Còn con vợ cọc sáng đũa lên đầu, nghĩ lại hồi lâu muốn kêu hàng sớm. Bằng bãi chẳng mà thẻ chân tay. 32 32 32 32 32 là tấm vé cờ kinh. Xin lô xin dừng chân. Thank you. Xin chúc mừng cho thí sinh Út Thơm ha. Phần thi của bạn vô cùng trọn vẹn và có thể nói là hấp dẫn nhất từ trước tới bây giờ. Nói về phần mà dẫn cũng giống như là phần kêu số, rất là vui tai nữa, mà câu hát cũng rất là mới lạ, cho nên là Lộ sẽ cho bạn hai cái điểm 10 liền. Cái phần mà MC với là người kéo ton đó, và phần kêu số là bạn đạt điểm tuyệt đối ha. Cái phần hát của Út Thơm á thì nó không có không hay thật sự, đối với chị là hát trung bình thôi. Tại vì hát nó không tới, nó không liếng, không sao sao, với tròn nhạc hơi bị thấp á, nó không có tới được nha. Với mình hát bây giờ mình xem nè, chị góp ý nha, mình về mình xem cái tập phát sóng của mình lên nha, mình nhớ nha, mình về mình xem lại, mình từ từ mình chỉnh chu lại, tại mấy vòng đầu thì mình chưa có sự góp ý đó. Còn cái phần kêu lô tô thì em ăn được cái câu vợ chồng làm biến, tại vì cái câu đó gơi vào tầm những người ở ngoài miền Trung á đó, thì kêu cái giọng nó nghe mắc cừ lắm, nó hay nữa, thật sự là đặc trưng á. Cái câu đó là hay nhất đối với Quyền, và câu đó cũng là câu đinh của bạn, Quyền nhắm chắc luôn. Dạ, xin được cảm ơn phần nhận xét của chị La Kim Quyền ạ. Chị góp ý thôi, hát thì tập thiên từ từ không sao. Còn lô tô đó với chị là em rất là ok. Tại vì theo cái tiêu chí của đoàn này, em đã giới thiệu tất cả các sản phẩm của đoàn, rồi giới thiệu cho khán giả biết thế nào là cuộc chơi, đã rất là rõ rệt và kêu số cũng rất là giòn tay. Đối với chị là em là ok rồi. Cảm ơn em rất là nhiều nhé. Vâng, xin được cảm ơn chị Dạ Thảo ạ. Rồi, chào Út Thơm nha. Thật sự là ngồi dưới đây nghe Út Thơm kêu số là Bụ không có nghĩ là một thí sinh đâu, mà Bụ nghĩ Út Thơm như một nghệ sĩ kêu số lô tô chuyên nghiệp vậy đó. Mình quên là bạn là thí sinh cuộc thi ngày hôm nay. Nhưng mà cái điều đó đáng khen, nhưng mà cái vấn đề bài hát á, thì là Vũ muốn là Thơm cũng phải nâng tông lên để mình có nhiều cung bậc cảm xúc, như là cái những cái lời mà dẫn của Thơm vậy đó, nó sẽ thăng hoa nhiều hơn và nó nhiều cảm xúc hơn. Yeah. Dạ, em xin được cảm ơn lời nhận xét của anh Khưu Hy Vũ ạ. Chúc mừng em. Với lại cái giọng của mình đó thật sự là nó rất là đàn ông. Cho nên đó là mình chọn cái bài hát đó cũng ăn gian chút xíu nghe. Chứ còn á, bài hồi nãy nó trầm quá, nó đàn ông mà còn trầm nữa là nam tính lắm nha mẹ. Rồi, chúc mừng cho em đã trọn vẹn phần thi vừa rồi. Thank you. Và lần này đầu tiên em xin chào ba vị giám khảo và anh Huy Vũ và tất cả quý vị văn khách trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng nhất. Hey.
tranh. Giờ đây mất anh, cõi đời sau hoang vắng. Tình không lối thoát sao lòng tôi hy vọng mai. Người đã ra đi gieo cho xuân những đêm dài. Ghét vắng không anh nghe xanh sao tiếp lưu đầy. Xót thương đông đầy buồn tình mình rất xa rồi. Không có hợp với em á. Không có hợp với em. Hôm trước em hát bài gì casting? Hoa Trinh Nữ. À, em hát Bolero xong bữa nay em chuyển qua này. Chị có dặn là hát cái bài nào mà nó nên có nhịp chút xíu, nó nên sôi động chút xíu, nhưng không phải là mình hát sai sở trường mình luôn. Thứ nhất, Sarah cái nhạc nền nó không biết là em muốn thay đổi màu sắc để cho biết thật là nhiều màu sắc trong một cái thí sinh quyền biết nha. Nhưng mà phải biết được mình thế mạnh mình là nằm ở đâu. Khi nào mình đã đạt được một cái vị trí nào trong những cái vòng sắp tới, mình có thể là mình thay đổi được. Mình muốn một cái màu mới. Còn hiện tại bây giờ cái sở trường mình là cái sở trường nào? Đặc biệt cái bài remix hồi nãy á, quá nhanh và cái nhạc rất là ồn. Giống như Lộ nói, lên sân khấu cái đầm này giống đầm bình thường. Thật sự là không phải quyền quyền, không phải là bên bạn. Những đoàn hội chợ dưới quê là mặt giống như vậy á. Còn ví dụ như ở trên đây là Sài Gòn, là bây giờ là người ta ở trong đoàn chị mê Kim Tiến lắm. Thì em gán làm sao mà chấp cha chấp chánh là được nha. Đó, yeah. Thì vậy đi em nha. Nói chung là có Kim Tiến là có màu sắc. Nói chung là sân khấu là phải như vậy. Chị ơi, không phải ai cũng mê đâu má ơi. Bữa nay mà không có một miếng Kim Tiến bà nội. Không có nha. Trời ơi, đây nè, nó đeo nè. Cái gì cũng nói được. Ở trên đầu chị cũng có Kim Tiến đó chị. Lấp la lấp lánh. Quá trời luôn kìa. À, hồi này không thấy, không tính. Rồi, tiếp đi. Rồi, cái thứ hai nữa là kêu số á. Giống như là chị cảm thấy là giống như gần như bình thường. Phải gán góp ý làm để mình nghe, mình học hỏi, mình trau dồi, chứ không phải là mình không tốt. Giống như là em có tiềm năng thì em mới được vô đây. Còn cái thứ ba nữa, về tóc tai phải chỉnh chu cho nó đẹp lại tí xíu cho chị. Trang phục làm gì làm, mình đứng một lần mình gớt mình cũng hãnh diện. Nói hết rồi, em nói gì nữa giờ. Cố gắng lên nha em ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, chị Thảo, ăn lương giám khảo mà nói chuyện nhiều ghê luôn á. Tức là bây giờ em nói rồi chị Huyền nói bao nhiêu đó là đủ rồi. Nếu mà chị nói nữa mà công thí sinh sẽ buồn luôn. Okay. Dạ. Cái thứ chưa má ơi. Còn nhận xét nữa má. Trời ơi. Con này tự nhiên rồi vô giật bi của người ta vậy quả.
Mới thấy nó quắt con ta xuống gõ gà. Trời ơi mấy anh quay phim làm chứng nha, nó tự đi vô đưa mi cho em nha. Còn mày cũng chụp nữa, ta thì... thử lòng đó. Trời ơi Nam Mô. Chào em. Dạ chào. Thực sự em rất là đẹp, ngoại hình rất là bắt mắt. Nhưng mà thực sự là như là mấy bạn đây, mấy em đã nói rồi, cái tiết mục phần hát của em chưa có đủ thuyết phục anh. Như là lộ nói là những cái dòng cách sinh thì em hát bolero rất là hay. Như em nhất là người Khmer nữa thì như là người miền Tây đúng không? Thì mình nếu mà mình muốn thay đổi tiết tấu thì mình có thể là mình đưa những cái bài hát vui nhộn như là cha 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 vô, là người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mắt ngon đời con. Đó như vậy là đủ vui rồi, đâu nhất thiết làm phải đi khác mình đâu. Cho nên là nó bị đi cảm giác người nghe không chưa đủ feel lắm. Kính thưa quý vị, và trước mặt của tất cả quý vị đó là 6 thí sinh xuất sắc tiếp theo của top 12. Và đêm nay là đêm thi diễn thứ hai của top 12. Cho nên là chắc có lẽ là áp lực cũng sẽ rất là lớn. Có nghĩa là theo giống như là thông báo trước là hôm nay sẽ phải loại tới 2 bạn thí sinh. Hai bạn thí sinh là quý vị, nhưng mà quý vị có thể thấy là chất lượng rất là đồng đều với nhau, thậm chí vượt trội. Trước khi đến với phần công bố đó, chúng ta cùng chúc mừng cho hai thí sinh có số điểm cao nhất. Xin chúc mừng cho Kiều Loan và Úc Thơ. Kính thưa quý vị, hai thí sinh Kiều Loan và Úc Thơ là hai thí sinh cao điểm nhất và sẽ là hai thí sinh có phần thi diễn để tranh giải nhất tuần với giải thưởng là một chiếc đồng hồ hiệu từ SK Time và với cho 1 triệu đồng, 1 triệu đồng tiền mặt từ đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Và ngay bây giờ còn chờ đợi gì nữa, một chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp lại 4 thí sinh ở phía sau để xem ai là người ra về và ai là người ở lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với 2 thí sinh xuất sắc nhất để vinh đồng hồ đặc biệt quý vị ơi. Bốn mười lăm mấy gì ra mày gì ra có gì đây số gì đây mười gì đây mười gì đây chớ phóng nhanh dường dường mà dường âu ngay từ đèn đỏ nhìn lại mà đợi chờ dù có trễ giờ cũng chấp hành mà cho tốt. Con mười một xuống gì đi bốn gì đây bốn gì đây nàng sông mà tìm nhưng đã chiếm riêng bốn câu đường đôi môi xinh bài tàng thương thấy cho nàng về với làng cát tóc vô chùa thiên môn. 44 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
thương. Một thương tóc xõa mơ màng, hai thương lời nói dịu dàng có duyên. Ba thương má nũng đồng tiền, bốn thương đôi mắt táo hiền mùa thu. Năm thương là thương em biết tương tường. Dù ai đi chính diện, bao năm dân xa mờ quê hương. Sáu thương là thương em lắm. Trăm đường theo con mười bốn con mười tư. Thật sự luôn giờ này em cũng thấy là rất là thuyết phục. Và nói thiệt với tất cả quý vị, cảm nghĩ của em bây giờ là em rất là vui. Vì năm nay đó hầu như là cái đánh giá về thí sinh không được chất lượng như mọi năm. Nhưng mà như quý vị đã thấy đêm diễn vừa rồi là rất là thành công. Chắc có lẽ thôi bây giờ em xin một tràng pháo tay. Quý vị thấy ai ở lại á, thì quý vị vỗ tay giùm cho em nha. Ai xứng đáng ở lại quý vị vỗ tay giùm cho em ha. Đầu tiên là Anna đi ạ. Yeah, chúc mừng cho Anna. Tiếp theo xin mời Hiếu My. Yeah, tiếp theo nữa là Ngọc Hân. Wow, xuất sắc. Sarah, thưa quý vị. Yeah, có lẽ là
cái phần thi diễn của hôm nay của tất cả các bạn là do áp lực tâm lý, và hơn hết đó là top 6 đợt rồi là an toàn rồi, thì tuần này cái áp lực đè nặng hơn, cho nên là có thể là một số phần thi là không được trọn vẹn giống như ý các bạn. Nhưng xin chúc mừng cho tất cả các bạn, bởi vì ban tổ chức đã thống nhất không có loại ai hết quý vị ơi. Top 12 thí sinh đã an toàn để bước tiếp vào vòng thi tiếp theo. Họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 6 cặp thi song ca. 6 cặp đôi phải thể hiện khả năng phối hợp ăn ý với bạn diễn của mình để cùng nhau tỏa sáng trong vòng thi mang tính chất quan trọng sắp tới. Hãy cùng chờ đón xem những cặp song ca mới nào sẽ xuất hiện trên sân khấu của Miss Lotto 2020. Phần thi diễn vừa rồi thuyết phục được quý vị để giành giải thưởng nhất tuần. Quý vị vui lòng giùm cho em xin một tràng pháo tay được không quý vị? Cho nên bây giờ em xin là pháo tay đầu tiên cho Út Thơm. Quý vị nào thấy Út Thơm vỗ tay giùm cho em quý vị ơi. Dạ, rồi. Phía bên này xin là Kiều Loan quý vị. Trời ơi, còn nói cái gì nữa. Trời ơi. Bình tĩnh chị ơi, mới có nhất tuần thôi, chưa có nhất luôn đâu. Dạ, đây, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin mời anh Đức Tuyến, đại diện cho SK Time sẽ trao phần thưởng nhất tuần cho thí sinh Kiều Loan. Anh xin mời Đức Tuyến. Thank you, xin mời. Như một phần thưởng cho những nỗ lực của 12 thí sinh quyết định không loại trong thử thách vừa rồi của ban giám khảo, phần nào giúp các bạn giảm áp lực tâm lý để chuẩn bị tốt hơn cho những phần thi sau. Tuy nhiên, đường đua phía trước sẽ trở nên khốc liệt hơn khi có tới 4 thí sinh sẽ nói lời chia tay với chương trình. Phong độ ổn định hay những đột phá bất ngờ sẽ là yếu tố giúp các bạn trụ lại trong top 8. Hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Miss Lotto vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube của Đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời.